Các bạn thân mến, hôm nay tôi làm clip này hướng dẫn các bạn cách nhập dập bìa vào OptiTech bằng ảnh chụp. Nhiều bạn cũng giống như tôi. Các bạn vì lý do nào đó muốn tái sử dụng những mẫu dập cũ hoặc mới do mình thiết kế trên code, hay đơn giản chỉ là muốn đem cái dập gốc của mình vào phần mềm để ra thêm mẫu mới, nhưng nếu vẽ lại thì mất thời gian hoặc không tin tay lắm. Làm 3D trên máy thì có thể chưa thạo. Mặc dù có thể các bạn rất giỏi làm tay nhưng khi thao tác trên máy lại không tin ở tay mình. Một số hạn chế của phần mềm máy tính hoặc do sử dụng chưa thành thạo phần mềm cũng là cản trở không nhỏ khiến các bạn mới làm trên máy sẽ gặp khó khăn khi muốn thực hiện công việc đó. Xuất phát từ nhu cầu đó, tôi đã thử tìm trên mạng xem có cách nào không, nhưng nói thật là không thấy ai chia sẻ cả. Sau một buổi mày mò nghiên cứu, tôi đã nghĩ ra một cách làm khá là hay. Sau đây tôi sẽ thao tác từng bước để các bạn tham khảo nhé. Đầu tiên các bạn cần có một ảnh chụp dập, không cần tỷ lệ. Chỉ cần biết chắc chắn độ dài hoặc độ rộng tối đa của chi tiết. Ví dụ ảnh của tôi chụp bằng điện thoại, như các bạn thấy ở đây. Tôi chụp bằng phần mềm Photoscan miễn phí của Google. Phần mềm này các bạn có thể download miễn phí trên CH Play. Chủ yếu là để ảnh của chúng ta không bị méo thành hình bình hành, giữ độ vuông góc cho các đường ngang và canh sợi. Tôi biết chắc chắn chỗ dài nhất của dập là 80cm, chiều rộng không cần biết. Còn các bạn cũng cần biết chắc chắn số đo của một cạnh dập mà bạn cần nhập nhé. Sau khi chụp ảnh xong, bạn chia sẻ vào máy tính. Điều này thì có rất nhiều cách, chắc tôi không nói thì các bạn cũng biết cách làm sao để ảnh từ điện thoại chui vào máy tính rồi. Tiếp theo bạn mở phần mềm OptiTech. Tiếp theo, các bạn cần mở cửa sổ Paste, Shader bằng cách nhấn chuột phải vào vùng trống của thanh menu rồi chọn View, sau đó tích vào để thanh công cụ có hình Paste, Shader để xuất hiện chất liệu cho mẫu. Trong OptiTech thì có thể có nhiều cách làm, tôi hướng dẫn một cách mà theo tôi là dễ làm nhất như sau. Đầu tiên các bạn tạo một chi tiết hình chữ nhật có kích thước như bạn mong muốn, ở đây tôi mong muốn hình vuông 80 x 80cm. Sau đó trên bảng công cụ Shader các bạn click bước chuột vào ô Shader, Edit để xuất hiện bảng Texture, Editor. Trong bảng này bạn chọn dấu cộng để thêm mới Texture. Tiếp đến bạn nhấn chuột vào ô Back để mở ảnh chụp dập. Sau khi thấy ảnh dập đã chèn vào chi tiết thì lúc này các bạn có thể điều chỉnh tỷ lệ ảnh trong phần Scale. Mặc định là tỷ lệ 1.1, nếu hình của các bạn lớn hơn hay nhỏ hơn thì thay đổi thông số Scale cho phù hợp. Ví dụ tôi muốn 1.1, 1.1 có nghĩa là mỗi chiều đều tăng 10% thì thôi sẽ điền 11.11, mặc định OptiTech khóa tỷ lệ trừ khi bạn mở nó ra. Trong bài này tôi đã sử dụng phần mềm Photoshop để scale ảnh về đúng tỷ lệ 80 x 80cm rồi nên tôi để 1.1 để nhập. Việc tiếp theo là nhập. Trong OptiTech chúng ta chỉ cần duy nhất một công cụ để nhập, đó là phím D. Bạn nhấn trái chuột để vẽ qua các điểm cứng. Muốn vẽ điểm mềm thì giữ phím Shift và trái chuột để vẽ nhé. Vì lúc này tất cả đều là đường nội vi nên chúng ta cứ vẽ xong hết rồi cũng vẫn dùng công cụ Movie phím M để sửa các điểm đoạn cho khớp với dập.
điểm nào cứng muốn thành mềm thì bạn nhấn nút trái chuột và thay đổi thủ tính trong cửa sổ internal property. Xong các bạn nhấn vào ô Paste Shader để định nền để kiểm tra thông số của các đường vừa nhập, bạn nhấn tổ hợp xích cộng F8 nhé. Hoặc bạn có thể nhấn Ctrl cộng D để đo lại các khoảng cách điểm đoạn xem có chính xác hay chưa. Tiếp đến bạn cần công cụ Ctrl cộng B để bóc tách dập từ hình nội vi vừa nhập. Tiếp tục chỉnh sửa đến khi nào bạn hoàn toàn lưu ý với chi tiết dập, đặt tên, lưu chi tiết, vân vân. Đây là thành quả của tôi. Một bộ dập gốc từ tay nhập từ điện thoại, không phải đi thuê người số hóa. Chúc các bạn thành công.